ta đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, tiếp tục là Hittirian giành game thủ Chiboy. Ngày mai Chiboy toàn cầm quân tuyển thôi. Bên bạn là Sangpan AC Summer. Vâng, tứ quyết tuyển dành cho các cầu thủ bên phía của team Hà Nam 1. Và phải chăng tỷ số sẽ được thu xuống còn 1-2 hay không, chúng ta còn phải chờ đợi xem. Vâng, Sangpan AC Summer. Còn bên này Chiboy cầm Hitty. Vâng, lại ở đầu cánh đen cho son của anh Forever ở trong cánh. Hitty nữa của cầu thủ muốn lại đầu cánh, và cùng tuyển toàn là đầu cánh thế này. Hơi đen, đây là Roman. Lại hai cùng ở đầu cánh, hai chém ở trong cánh. Và chúng ta đến với truy mệnh trong trận đấu này. Alo, và chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Màn hình máy của em thủ Chi Mệnh, người cầm Roman. Và kích đời tương đối sớm với 24 đồng dân của Roman. Em kích đời ở 7:30 và tiếp tục cắt dần, dàn thêm một bãi và một đàn hiệu nữa. Đàn hiệu 6 con nhưng nằm vị trí hơi xấu xa một chút. Màn hình máy của em thủ cầm Hitty. Đây là game thủ Forever. Trận đấu anh sẽ đánh không xin lỗi bạn, đây là màn hình máy của em thủ Chiboy. Và trận đấu tiếp theo em sẽ đánh cung ở đầu cánh. Màn hình máy của em thủ Forever cầm cho son trong cánh, cũng sẽ đi dâng lờ cho kẻ thủ Trường IS đánh cung. Trường IS đánh cung nhưng chưa anh cắt dân, dường như một vài kích đầu từ nước muộn dành cho anh. Đây là không được buồn. Vâng, Trường IS ấy, một cái tên mới. BB bên cạnh là BM. Một bài cũng sẽ thu hốc, vâng, thu nhà của mình lên cái hốc trên 12 giờ. Một hốc tương đối ổn. Đây là truy mệnh. Ấy ê, bên kia có Destiny đấy.
Deity ngồi ngay đây này. Deity với cả Việt VM đấy, Điện Biên không yếu đâu. Và quay trở lại với bài đi dâng lời của game thủ Chí Mạnh. Và các bạn đang hỏi là sân Kim Cương sáng không thể lên sóng. Vâng, hiện tại theo thông báo hiện về thì văn phòng của NV bị mất mạng và đến 2 giờ chiều mới có. Nên là game show sân Cương của game thủ tại tiền thưởng của NV trong buổi sáng hôm nay sẽ được hủy. Và như vậy là đầu cánh của game thủ màu 6 đó. Vâng, màu 6 đó. Đầu cánh của thủ màu 6 game thủ Hello Chip Boy đó là game thủ màu 3. Hình như đây là AC. Và AC cũng đã lên đời rồi. Bắt đầu có con tê thủ tại game thủ cầm AC này. Vâng, Chu Mạnh chưa chém được quá nhiều game thủ cầm màu 3. Nhưng em nó muốn vào trong cánh. Một bài màu 3 đầu cánh cầm cung của Asirian và đánh cung. Như vậy là trong cánh sẽ người đi dâng lờ. Đây là game thủ đi. Không, như vậy là không phải đi dâng lờ. Đây là game thủ cầm pan. Như vậy là không phải đi dâng lờ. Còn lại do công giáp điều của game thủ cầm Roma này đang chọc vào những con nông dân của game thủ cầm pan. Pan chết mất một dân. Và đây sẽ là nông dân thứ hai của game thủ cầm pan phải nằm xuống. Vâng, sẽ ăn được 3 dân. 3 dân pan thì gió tuyệt vời rồi. Game thủ cầm AC đã cùng nhà chưa? Vâng, ăn được 3 dân. Dân pan hơi khó chọc một chút khi mà con dân pan này có loại nông dân mà có... Vâng, những con dân pan này con nông dân có giáp. Bơm 100 gỗ cho chip bò. Chip bò dư đang bị chém từ đối giáp. À không, tham vẫn 29. Vẫn đang khỏe nguyên. Vâng, thân hình bình thường. Chiều cao là tương đối. Vâng, 4 nhà bia sắc đều trong trận đấu này. Một cái hốc bo bằng ruộng thôi. Thì hốc nay mà gặp một tô mổ đông chém vào một pha vẻ đơn giản này. Một vẻ nhẹ nhẹ đây là cái hốc của Chip Boy sẽ bay. Đến với mảnh máy của anh Forever dâng lờ như thế nào rồi. Tham 21 dưới bị chém thẳng vào trong. Không biết ai chém anh mà anh mất tham nhanh thế hả rồi. Vâng, quay trở lại với mảnh máy của game thủ cầm vâng, đây là game thủ cầm cho Son. Anh dâng lờ vào nhà màu 1 nhưng như chưa chém được quá nhiều. Và đang bị màu 1 chặn lại. Đến với mảnh máy của game thủ cầm hit. Chibor vẫn đang khỏe nhưng là đây là pan, hãy cẩn thận. Chibor cầm lên một cái giáp. Khi là pan áp sát cái con QR kể cả của hit là rất nhanh. Và bây giờ thì bắt đầu cơ cấu yếu và bò bằng ruộng để có thể chắc hơn. Con đồng buồn cầm hit vẫn đang khỏe với hốc trên 12 giờ của mình. Màu 1 lừa đánh lạc đà. Và không buồn đang đẩy tung đầu tiên, dường như chỉ là 3 thôi. Đây là bài Roman của Chi Mệnh. Tham 2017 đang quáng đi vào những cái mổ 3. Người cầm cung chủ lực Asirian bên bạn. Tham Lai còn 16 thôi nhưng đi quá tốt nhà 3 rồi, 3 chính thức bay nhà. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Chi Mệnh, vâng, của game thủ Chip Boy. Bắt đầu cơ cấu của mình, vâng, nhà mình rộng hơn. Và bây giờ bắn chết nhà game thủ màu 3, sau đó thì phát triển khỏe lên và tiếp tục sẽ một trận mà chị Chi Mệnh sẽ lại gãi. Sẽ lại gãi thôi, phản vé rất nhanh của Chi Mệnh. Bây giờ thì bị màu 4 thể luôn. Như vậy cánh bên này có tới 3 người đánh. Vâng, màu 4. Thank you.
Vâng, bây giờ Chip Boy quay con về thủ rồi. Em đang bị ba nhà chơi. Pha điều cùng với thủ 4 là Pan đang chảy lên. Cần phải vâng, bắt được là Pan trước. Đấu cùng đừng để họ kết hợp cùng là rất khoai. Vâng, mùa 2 đang điều lạc đà tương đối hay. Mùa 4 thế game thủ vâng thấy bảo là anh Mèo. Nhưng mà anh Mèo đánh cùng nó cũng chỉ là bình thường thôi. Không phải là game thủ cầm cùng quá cứng. Vẫn đang 4A vắt đều dạy game thủ Chip Boy. Quay trở lại với Hòa bằng Trương IS. Trương IS vâng 56 vẫn đang rất to. Bắt đầu đẩy sang nhà cái thủ mùa 4. Vâng, các bạn thấy mùa 4 nhà ở 3 giờ lại đẩy nhà Chip Boy nằm ở góc gần 9 giờ. Vâng, bên bạn đang có vẻ coi trọng Chip Boy hơn, không được buồn. Trương IS 1 thì vẫn đang khỏe, vẫn đang còn rất nhiều lạc đà dành mùa 1. Vâng, cung R của Trương IS đã có một cái giáp rồi. Và chặn cung 2 đã có. Vâng, thiếu mỗi cái vâng bây giờ đập BC phải phát triển to hơn. Vâng, thằng này đang tưới đè, bên bạn có mũ mùa 4 thôi. Bên bạn có mũ 4 thôi, còn bên này có cả mùa 7 và cả nhà mùa 6. Và đây là hai loại cùng tuyển của Hitty. Và như vậy là mùa 4 cũng bắt đầu có BC. Và những nhà chủ mới đã được đóng giày cái thủ mùa 4 này. Đây là anh Mèo. Mặc dù thì anh không phải là một tay cung đánh giá quá cao, nhưng dù gì thì kinh nghiệm của anh ở trong cái thể loại đời 4 này, trong thể loại 4-4 này cũng là rất nhiều. Trên 104. Cánh bên kia dường như đang có chiến trượng. Đây là Chip Boy. Vâng, hình như ba nhà không ốp được game thủ Chip Boy và Quýt. 3-0 dành cho Tiểu Quảng Ninh ở trong vòng thiếu bảng. Chúng ta chuyển đến với trận đối theo trong vòng của Tiểu Quảng Ninh. Ở trên kênh sóng này ngày hôm nay các bạn sẽ được chỉ được theo dõi từ mảnh máy của Tiểu Quảng Ninh thôi. Và trên kênh sóng khác sẽ là team Ninh Bình và team Nghệ An.